Thiên lý mình đó các bạn, bông đó các bạn. Giờ mình sẽ chiết nhánh các bạn, chiết con để trồng thêm chỗ khác. Đó, bông này các bạn, ăn cũng lâu lắm rồi. Đó, bông này nè, ngoài sau các bạn. Đây nè, ồ qua đây quá bông à. Đó, đây bông nè các bạn. Đó, bỏ xuống nè, bông bành bành không nè. Đó, đẹp thấy không? Đó, bông nè, giờ mình sẽ đó cho các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy không? Bông má ơi. Giờ mình sẽ chiết chiếc con nha các bạn ơi. Chia sẻ với anh chị và các bạn về chiếc con thiên lý để trồng các bạn. Đó. Mình sẽ quay chia sẻ với bạn về cái chiếc con và trồng thiên lý cho nó như thế nào nha các bạn. Thiên lý đây cả nhà ơi. Đó. Thiên lý đây. Bông này các bạn. Thiên lý nè các bạn. Rất thơm ha. Đó, mình có một dây thiên lý nhà nè các bạn, sau hè nè. Đó, bông giờ chỗ rất là nhiều luôn. Đó, cả nhà thấy không? Bông nè. Rất là nhiều bông các bạn. Đó, búp nữa nè. Đó, đây búp nữa nè. Đó, trên đây rất là nhiều búp luôn. Đó. Mình nhìn thiên lý mình trồng ngoài sau đây. Rồi mình sẽ quay vào chiếc nhánh chiếc con cho các bạn. Ở đây có cung cấp con luôn các bạn. Ở ngoài nhìn vô rất là nhiều bông các bạn. Đó, bông đó các bạn. Đây, nó bông rất là đều ha, nó bự bự không các bạn ơi. Này hái ra cũng được nửa ký á. Thiên lý nha các bạn, thiên lý, thiên lý. Quá thiên lý. Búp này các bạn. Chưa nở. Nó rất là nhiều nha. Đó, bông nè, ngoài nắng đây là chùm luôn các bạn. Bò lên dây hàng rào mình nè, chùm luôn, rất là nhiều. Giờ mình sẽ quay clip chia sẻ với các bạn về clip chiếc con như thế nào và cách trồng như thế nào nha các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh của Bokin TV các bạn. Hiện nay tiếp tục video mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chiếc con thiên lý. Đó, thiên lý nãy giờ mình giới thiệu đó. Thì mình sẽ chuẩn bị mấy cái chậu nha các bạn. Và đất ở đây mình có sẵn nè, sẵn cho vài chậu à, mình chiết cho các bạn xem chia sẻ. Đất thì mình đất dừa xe dừa cũng được, mà đất nhau cũng quán các bạn biết quán xăm thì sẽ làm được cái này. Đó, cũng đơn giản các bạn. Thì mình sẽ vô đất, mình cặn vô, mình hút đất vô trong cái chậu đen này các bạn. Đó. Cắt vừa phải thôi, để lát của mình quấn cái cọng dây á, mình sẽ đẩy con thiên lý vô, mình đợi nó ra gửi sẽ mình đem đi trồng, mình sẽ chiết mình đem đi trồng, đơn giản lắm các bạn. Mình sẽ chiết, mình làm vài chậu cho các bạn xem nha các bạn. Đây làm được 4 chậu nè, 4 chậu đây. Đó, làm được 4 chậu nha các bạn, 4-5 chậu gì đó thì cũng được nữa. Rồi dây á, mình sẽ chiết cho một dây nữa các bạn. Đó, đây là dây thiên lý nè, lá nó nè. Đây, dây này của mình sẽ bắt mình quấn vòng tròn các bạn, quấn tròn gì nè, sẽ quấn vòng tròn lại. Đơn giản lắm nè, quấn như các bạn là có chiếc sâm hồi trước á, trồng như sâm cũng vậy mà, trồng gì nè. Mình không có cắt cái dây này mà nói với cái ấy, mình không có cắt không các bạn, mình để chừng nào ra gửi mình mới cắt, chừng nào cái phanh này nó ra gửi mình mới cắt được. Bạn cái dây các bạn buộc luôn được nữa, khỏi buộc cũng được. Đây cũng có nhiều người buộc lại quấn chắc cơ tầm 10-15 ngày sẽ có người gửi, cứ nước ấm ẩm vô. Giờ mình sẽ lấy cái chậu đó, cái chậu này mình để dưới đây mặt cái lỗ
mình quấn thêm cọng dây nữa các bạn, cho nó gọn lại. Xương bột để bột nó ra gửi cái nó ấy đó, vậy nè các bạn bư cái lỗ đất này ha, bạn bư lỗ đất gì nè, bạn nhét xuống phủ đất lên đó. Đất lên vậy các bạn, miếng đất thì mình thêm cái đậu này cho nó đầy đất lên đó. Đây, đây là một chậu các bạn đó. Cứ thế mà mình làm thêm chậu kế tiếp, tôi quấn lên kế tiếp này, đây mình có hai cọng luôn nè, hai cọng các bạn chia đôi cũng được, quấn hai con, mình sẽ quấn hai chậu, đây này non cũng non mình quấn luôn nè, có đọt luôn nè, biết, đây mình sẽ quấn thêm con này nữa các bạn. Đây thôi. Gọn lại cái đầu này các bạn. Còn gọn lại. Còn nữa mình để vô nó gọn lại các bạn. Bắp nếp cũng vậy mà tẻ cũng vậy. Con nói con lòng nhỏ không bao giờ cái gì mà nó ngon hết trơn á. Nó ra cái nước ngọt hết trơn rồi, nó ra con nó bằng rồi, bắp cái nước ngọt vô. Gì biết rồi, đọc có nói rồi. Đạt nó điện cho bá đang quay video hỏi hoài trời, bạn tự nhiên bạn đây còn hơi giống này luôn nè bạn, nó bột phanh nè các bạn, bột phanh vòng tròn vậy nè, mình sẽ mua cái lỗ đây lỗ gì ha, cái lỗ nhét cái cây vô đó, để đặt xuống kiểu đặt đâu đặt vô này đó. Đây là xong một con nữa các bạn, đây để đây. Mình không có cắt cái dây này nha các bạn, từ dây đó đặng người nào ra gửi mình mới cắt, rồi mình quấn thêm dây này quấn thêm con nữa các bạn. Các bạn nhiều, các bạn chắc cũng không có biết chồng của bạn nên cũng không có biết đâu, thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách quấn con này để cho mọi người cùng tham khảo nha các bạn. Đó, đơn giản đó, thấy không? Mình sẽ lấy chậu đất vào, lấy chậu kia đi, chậu đất kia đi. Các bạn quấn tùy tùy mình quấn cái chậu này, quấn cái vòng bự nhỏ cũng tùy. Để các bạn quấn cái chậu này. Đây. Rồi, mình sẽ lên. Mình sẽ đưa cái con này xuống đây nữa các bạn. Đó. Em xuống, đặt vô. Dây này nè, mình sẽ cắt ngang đây, cắt ngang đây, mình sẽ quấn tiếp tục con nữa cho các bạn coi. Đó, vậy mình sẽ làm trước ba, trước mắt là làm ba con này để cho mình các bạn xem tham khảo thôi ha, mình để gọn vô góc này để cho mát các bạn, để cho mát thôi, vừa nắng vừa đủ mát thôi. Chứ... thôi mình sẽ để... đây mình có cái vòi nước luôn, cái nước xương xương thôi các bạn. Thôi con rửa tay nó ba. Kiến kìa, kiến kìa. Đi ra chút đi. Để cho nó ướt luôn các bạn. Rồi. Rồi video của mình ở đây hết các bạn.
chào tất cả các bạn. Video các bạn xem tiếp tục nha. Dịch bệnh không có gì làm gì ở nhà, trồng bông trồng cây ăn rau đồ ăn các bạn. Rồi chào tất cả các bạn.